Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Như PLO đã đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa tống đạt bản cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp số tiền hơn 30.000 tỷ đồng của hơn 30.000 nhà đầu tư. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền là 445.748 tỷ đồng thông qua tham ô tài sản của ngân hàng SCB và phát hành trái phiếu như trên. Sau đó, bà Lan chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rửa tiền bằng cách rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội. Cùng với đó, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty ở nước ngoài. Thông qua các hợp đồng này, nhóm bị can đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài tổng số tiền là 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 106.730 tỷ. Sau đây là danh sách 34 bị can. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội rửa tiền, tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trương Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Nguyễn Phương Anh, phó tổng giám đốc công ty Sài Gòn SPG. Trịnh Quang Công, tổng giám đốc công ty Acumen. Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Nguyễn Vũ Anh Thi, tổng giám đốc công ty Tập đoàn Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam. Nguyễn Hữu Hiệu, phó tổng giám đốc công ty Đầu tư Square Việt Nam, công ty An Đông, công ty Windsor. Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc ngân hàng SCB. Bùi Anh Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội rửa tiền. Trần Thị Mỹ Dung, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty WMC. Hồ Bửu Phương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty chứng khoán TVSI, nguyên phó tổng giám đốc tài chính tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bùi Đức Khoa, cựu phó tổng giám đốc công ty cổ phần Naturaland. Thái Thị Thanh Thảo, nguyên giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn. Ngô Thanh Nhã, tổng giám đốc công ty tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông 2015-2019. Trương Thị Kim Lài, kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông. Quốc Hartman Oliver, quốc tịch Úc, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông. Trương Winsen Kinh, quốc tịch Việt Nam và Mỹ, chủ tịch hội đồng quản trị công ty tập đoàn Sài Gòn Peninsula, nguyên chủ tịch công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sunnyworld. Trần Thị Thúy Ái, nguyên kiểm sát viên ngân quỹ kiêm thủ kho ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn. Phạm Thị Thúy Hằng, kế toán trưởng công ty SBG. Đặng Phương Hoài Tâm, nguyên phó văn phòng hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Phan Chí Luân, nhân viên văn phòng hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát. Trần Văn Tuấn, tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ thương mại thành phố Hồ Chí Minh Setra. Trần Thị Lan Chi, kế toán trưởng công ty cổ phần dịch vụ thương mại thành phố Hồ Chí Minh Setra. Trần Đình Hưng, nguyên phó giám đốc tài chính công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sunnyworld và công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận. Huỳnh Phong Phú, nguyên kế toán công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận. Vũ Quốc Tuấn, nguyên cựu giám đốc tài chính công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sunnyworld. Đinh Thị Ngọc Thanh, nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sunnyworld. Lý Quốc Trung, nguyên phó tổng giám đốc, kiểm toán viên công ty kiểm toán và tư vấn ANC. Phạm Hoa Đăng, kiểm toán viên công ty kiểm toán và tư vấn ANC. Tội rửa tiền. Chu Lập Cơ, quốc tịch Trung Quốc, chồng bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch công ty cổ phần đầu tư quảng trường thời đại Việt Nam Times Square. Bùi Văn Dũng, lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan. Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký bà Trương Mỹ Lan. Trần Xuân Phượng, thư ký của Ngô Thanh Nhã, chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát. Tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tô Thị Anh Đào, sinh năm 1983, trú tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát. Như PLO đã đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tống đạt bản kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, trong đó đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan và 33 bị can khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Theo kết luận điều tra, năm 2018, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB trong tình trạng bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra, nợ xấu kéo dài, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn trong việc xin cấp tín dụng từ SCB. Trong khoảng tháng 8 năm 2018, Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã họp với 5 nhân vật chủ chốt, gồm Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB, Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc SCB, Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cuộc họp chốt chủ trương sử dụng công ty An Đông và các công ty khác phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động tiền từ người dân để xử lý khó khăn tài chính cho SCB. Trên cơ sở đó, các nhân sự chủ chốt của SCB, Công ty Chứng khoán TVSI, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty tổ chức phát hành trái phiếu đã họp bàn lên phương án tạo lập trái phiếu. Việc phát hành, chào bán trái phiếu cho người dân được thông qua công ty chứng khoán TVSI và SCB với lãi suất cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm tại SCB. Bốn công ty gồm An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Cetra được sử dụng để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản bảo đảm với tổng khối lượng 308 triệu trái phiếu để lừa bán cho các nhà đầu tư, thu về 30.869 tỷ đồng. Các đối tượng đã lên phương án lập, ký kết các hợp đồng kinh tế khống, mua bán cổ phần, trái phiếu, vay tiền giữa bốn công ty này và các công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, các cá nhân khác hoặc công ty đối tác. Việc lập hợp đồng khống nhằm để hợp thức mục đích phát hành trái phiếu, làm nhà đầu tư tin rằng tiền mua trái phiếu được sử dụng để đầu tư vào các dự án sinh lời. Công ty chứng khoán TVSI được lựa chọn là đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu. TVSI có nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, công bố thông tin, đại diện cho bốn công ty phát hành trái phiếu, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng với các trái chủ. Khi bốn công ty phát hành trái phiếu, thì một nhóm các công ty khác đứng ra mua trái phiếu với tư cách trái chủ sơ cấp. Việc thanh toán tiền mua trái phiếu thực chất chỉ là các bút toán khống, hạch toán khống giao dịch trên hệ thống SCB. Từ đây, việc tạo lập các gói trái phiếu khống hoàn thành và sau đó được bán cho người dân thông qua TVSI và SCB. Với vai trò tổng giám đốc, điều hành chung hoạt động của SCB, Võ Tấn Hoàng Văn đã trực tiếp chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ bán hàng của SCB xây dựng phương án đào tạo cho hơn 2.000 nhân viên bán hàng tại 239 chi nhánh của SCB trên toàn quốc về sản phẩm trái phiếu và tư vấn, tiếp thị, mời chào khách hàng mua sản phẩm trái phiếu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Giữa SCB và công ty chứng khoán TVSI ký kết các hợp đồng hợp tác, trong đó SCB hỗ trợ tìm kiếm, tư vấn, giới thiệu để khách hàng ký kết hợp đồng mua bán trái phiếu với công ty chứng khoán TVSI, đại diện cho các tổ chức phát hành. Sau khi khách hàng đồng ý mua bán trái phiếu và ký kết hợp đồng với công ty chứng khoán TVSI, dòng tiền huy động được từ hàng ngàn trái chủ về tới công ty TVSI. TVSI sẽ chuyển tiền cho các công ty trái chủ sơ cấp hoặc các công ty mua lại trái phiếu từ trái chủ sơ cấp. Tiếp đó, các công ty này chuyển tiền cho các cá nhân dưới hình thức trả tiền cho vay, mua cổ phần để các cá nhân rút tiền để sử dụng theo các mục đích của bà Mỹ Lan. Tiền thu được từ hoạt động bán trái phiếu không sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho các trái chủ. Thực chất, các đối tượng đã rút tiền và sử dụng toàn bộ số tiền huy động được từ bán trái phiếu cho các mục đích khác. Từ đó dẫn đến không có đủ nguồn tiền để đảm bảo chi trả gốc và lãi đến hạn cho các trái chủ. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án ngày 7 tháng 10 năm 2022, bốn công ty nêu trên còn dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ không có khả năng thanh toán. Bộ Công an vừa ra thông báo kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an C03 là đơn vị thụ lý điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan, có thông báo như sau. Căn cứ khoảng 4 điều 232 Bộ luật tố tụng hình sự, bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 13 QĐ-CSKT-B2 ngày 29 tháng 5 và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy định tại điều 174, điều 324 và điều 189 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự nêu trên.
Trước đó, ngày 30 tháng 5, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến đối với kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực từ đầu năm đến nay. Trong đó có việc hoàn thành xét xử sơ thẩm hai vụ án trọng điểm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và Tập đoàn Tân Hoàng Minh, với mức án rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn. Lần đầu tiên tuyên phạt tử hình đối với một bị cáo là chủ doanh nghiệp tư nhân về tội tham ô tài sản. Bà Trương Mỹ Lan và lời khai đầy bất ngờ về trình độ học vấn. Quay trở lại thời điểm ngày 5 tháng 3, ngày đầu tiên diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 người khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Trong phần đầu tiên, bà Trương Mỹ Lan, ngoài trả lời các câu hỏi liên quan xác minh nhân thân, lý lịch, bà Lan còn tiết lộ về trình độ học vấn của bản thân. Trích phần thẩm vấn nhân thân, lý lịch Trương Mỹ Lan. Dạ, thương không ạ. Bị cáo ngày tháng năm sinh của bị cáo. Dạ, 13 tháng 10, 1956. Sinh ngày 13 tháng 10. Dạ, 1956. Sinh ra tại đâu? Dạ. Sinh ra tại đâu? Dạ, thưa tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nơi đăng ký thường trú bị cáo? Nơi đăng ký hộ khẩu á? Dạ, thưa tại số 57 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Còn bị cáo chỗ ở thì bị cáo ở đâu? Dạ, ở tầng 20, 127 đường Master. Căn hộ bao nhiêu? Dạ, căn hộ. Căn hộ số bao nhiêu? Căn hộ là tầng 20, tầng 20Y đúng không? Dạ, 20Y. 127 Master, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, dạ. Thế về trình độ văn hóa bị học, bị cáo học tới lớp mấy rồi? Dạ, 12 ạ. 12. Dạ. Khi, trước khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo làm nghề gì? Dạ, thưa làm chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát ạ. Bị cáo quốc tịch? Dạ, quốc tịch Việt Nam ạ. Dân tộc gì? Dân tộc Hoa ạ. Cha tên gì? Dạ, thưa Trương Văn ạ. Trương Văn, mẹ tên gì? Dạ, thưa Khai Yêu ạ. Cha mẹ còn sống không? Dạ, thưa không ạ, mất hết ạ. Bị cáo có chồng con gì chưa? Dạ, thưa có ạ. Có chồng là ông Chu Lập Cơ, là bị cáo trong vụ án đúng không? Dạ, có mấy con? Dạ, thưa hai con ạ. Con lớn sinh năm bao nhiêu và con nhỏ sinh năm bao nhiêu? Dạ, thưa con lớn sinh 1994, con nhỏ 1995 ạ. Mặc dù vậy, theo cáo buộc, bị cáo Trương Mỹ Lan nắm hơn 91% cổ phần tại SCB. Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan và các công ty trong hệ sinh thái đã lợi dụng chính sách của nhà nước về cơ cấu lại ngân hàng để cơ cấu chi phối SCB. Sau khi hợp nhất 3 ngân hàng, bị cáo này đã thâu tóm và nắm 91,5% cổ phần, là người thực tế có quyền lực chỉ đạo SCB. Trương Mỹ Lan đã sử dụng SCB là công cụ tài chính để phục vụ cho lợi ích của mình. Bị cáo Trương Mỹ Lan đã tuyển chọn, bố trí thân tín vào vị trí lãnh đạo chủ chốt của SCB để nắm quyền điều hành, thành lập các đơn vị thuộc SCB chỉ để cho vay giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan, chỉ đạo thành lập sử dụng công ty ma, thuê nhờ các cá nhân để đứng tên hồ sơ vay, cổ phần, tài sản đảm bảo, tạo lập hồ sơ vay vốn khống, hợp thức việc rút tiền của SCB, cấu kết với các đối tượng là chủ sở hữu, đại diện theo pháp luật các công ty có liên quan để tạo lập khoản vay, cùng sử dụng chiếm đoạt tiền của SCB. Bị cáo Lan còn thông đồng câu kết với các công ty thẩm định giá để cấp chứng thư nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, không hoàn thiện thủ tục thế chấp, không đăng ký giao dịch bảo đảm để hoán đổi tài sản bảo đảm, lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân, bán nợ xấu, cấn trừ nợ để giảm dư nợ tín dụng và tỷ lệ nợ xấu, mua chuộc cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan chức năng để bưng bít che giấu thông tin sai phạm. Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chủ mưu cầm đầu, gây ra hậu quả đặc biệt lớn là hơn 498.000 tỷ đồng sau khi trừ đi các tài sản bảo đảm đã được công ty định giá Hoàng Quân định giá. Những cựu lãnh đạo SCB như Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung đã giúp bị cáo Lan rút ruột của SCB hơn 1 triệu tỷ đồng trong 10 năm. Cụ thể, trong suốt một thập kỷ từ năm 2012 đến 2022, ngân hàng SCB đã phê duyệt và giải ngân hơn 2.500 khoản vay cho nhóm bị cáo Trương Mỹ Lan với tổng tiền lên đến hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% tổng số tiền cho vay của ngân hàng.
Tính đến năm 2022, nhóm này vẫn còn 1.284 khoản vay chưa thanh toán, với số dư nợ tại SCB lên tới hơn 677.000 tỷ đồng, bao gồm gần 484.000 tỷ đồng tiền gốc và 193.000 tỷ đồng tiền lãi, và những khoản vay này được xem là khó có khả năng thu hồi. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn gặp gỡ bàn bạc và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa hối lộ cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD, tặng quà tiền cho các thành viên khác trong đoàn thanh tra để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, để không đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, dữ liệu điện tử và lời khai của các bị cáo khác, có đủ căn cứ để xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã phạm vào tội đưa hối lộ. Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo nói mình chỉ nắm hơn 4,9% cổ phần SCB, hai con gái của bà nắm giữ mỗi người gần 5%, tất cả thành viên trong gia đình bà nắm giữ dưới 15%, bạn bè nước ngoài 30% và bạn bè ở Việt Nam 30%. Về nhóm cổ đông nước ngoài 30%, bà Lan nói đây là những người và giúp SCB tái cơ cấu và hàng năm không họp đại hội đồng cổ đông. Những người đang quản lý cổ phần không biết mặt tôi, những người đứng tên này không có việc làm, được nhờ đứng tên vì người nước ngoài không thể đứng tên góp vốn được. Tôi bảo lãnh cho nhóm cổ đông nước ngoài nhưng không phải của tôi, bị cáo Lan trình bày. Bị cáo Trương Mỹ Lan khai thêm, thời điểm sắp nhập ngân hàng, bà được một số người trách nhiệm yêu cầu bà và nhóm bạn bè của bà phải chiếm trên 65% cổ phần SCB và phải kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài thì mới dễ thành công. Về việc hợp nhất ba ngân hàng thành SCB, bị cáo Lan trình bày cho rằng mình không biết về ngân hàng, không có nghiệp vụ ngân hàng. Nhưng có một số người có trách nhiệm động viên bà đứng ra làm vì cho rằng bị cáo là người có tầm ảnh hưởng. Trước khi hợp nhất, bà Lan nói mình có nhiệm vụ huy động bạn bè, người thân phải có vốn góp trên 65% và thực tế bà Lan cho rằng mình đã thực hiện được số việc trên. Trong phần xét hỏi trả lời câu hỏi về người cấp có thẩm quyền nào đã yêu cầu gọi hợp nhất ba ngân hàng SCB hình thành từ sự hợp nhất của ba ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn cũ, ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa và ngân hàng thương mại cổ phần Đệ Nhất. Theo cáo trạng, bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc, bà Lan trình bày rằng do ngân hàng nhà nước nhờ nên bị cáo đã vận động bạn bè, người thân mua đủ trên 65% cổ phần để việc hợp nhất thành công, không ảnh hưởng đến ngân hàng, nhà nước và có tiền tệ quốc gia. Bị cáo đã cho mượn tài sản và kêu gọi đối tác nước ngoài gồm nhóm chuyên kinh doanh tài chính ngân hàng và các tỷ phú trong giới kinh doanh bất động sản. Luật sư hỏi về việc cáo trạng nêu bị cáo Lan có quyền lực, có quyền quyết định bố trí nhân sự tại SCB. Bị cáo Lan trả lời rằng bị cáo không có nghiệp vụ ngân hàng, nhưng vì bị cáo có tài sản, có 5% cổ phần, mọi khó khăn đều phải được giải quyết, nên các anh em nghĩ bị cáo là chủ. Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận hầu hết các cáo buộc, bị cáo khẳng định không chỉ đạo thành lập công ty ma, không lên phương án vay vốn, khống, không thuê người đứng tên các khoản vay mà do người của SCB thực hiện. Quá trình đề nghị mức án, đại diện Viện Kiểm sát cho biết tại tòa bị cáo Trương Mỹ Lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi, khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội, do đó cần nghiêm trị đối với bị cáo này, cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.